nhưng mà thường thì mình sẽ tìm bài hát hay là mình đợi bài hát phù hợp rồi mình mới ra sản phẩm nói chung là à, mình sẽ chọn người nhạc sĩ phù hợp xong rồi sau đó thì mình sẽ à, chọn cái nội dung mà mình muốn và sau đó thì mình gửi gắm đến nhạc sĩ và mình chờ demo thường thì sẽ là như vậy ạ à. còn dạo gần đây thì em cũng à, đang rất là chăm chỉ sáng tác sắp tới sẽ cố gắng ra mắt với cương vị mới nhưng mà khi mà mình hát bài hát mình tự sáng tác Thì nó có khó khăn hay dễ dàng gì hơn không? Em thấy là nó sẽ dễ dàng nhiều hơn Bởi vì khi mình là người viết cái ca khúc đó Thì mình sẽ hiểu được cái Giống như là mình để đứa con mình ra Thì mình hiểu được đứa con của mình Nó sẽ như thế nào Thì mình sẽ truyền tải được cái nội dung Em nghĩ là nó sẽ khoảng tầm 100% đúng nhất Đến quý vị khán giả có thể cảm nhận được cái bài hát của mình Như vậy thì mình sẽ lấy cảm hứng từ đâu Để viết lên những bài hát đó thường thì tùy thôi ạ à. nói chung là em là cảm xúc ở trong cuộc sống tức là lúc nào tự nhiên là bật cái nút lên một cái thì làm viết được nhạc vậy đó minh ngọc nhận thấy là có nhiều người là phải yêu mới sáng tác được thì không biết là bạn có như vậy không em thì nói chung là yêu hay không yêu là cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến việc sáng tác ạ à. <laughs> <laughs> mình có lấy cảm hứng đúng không nhiều khi mình coi bộ phim mình cảm xúc quá mình viết dạ, bài đúng hát cũng rồi được. đúng rồi à như vậy thì mình cũng sẽ không lệ thuộc quá vào một đối tượng nào dạ, mình lấy rồi. cảm hứng từ mọi thứ xung quanh có khi mình mượn câu chuyện của bạn mình cũng viết lên được một bài hát như vậy thì uh, quý khán giả mà có nghe một bài hát tình yêu nào đó từ hoàng yến chi Bi thì cũng uh, đừng bỏ hiểu lầm vì đúng. chưa chắc là học câu chuyện của yến chi Bi đâu đúng rồi ạ à. <laughs>